Quỹ thời gian không nhiều nên những ngày qua, Nguyễn Văn Đương cùng Nguyễn Thị Tâm trở thành cặp bài trùng, hăng say tập luyện và bổ trợ cho nhau. Cứ nhìn cách tập của Đương có thể thấy anh đang cố gắng chạy đua với thời gian để có được nền tảng thể lực tốt nhất. Buổi sáng em tập ngay tại ở dưới sân, các bạn thấy rất rộng, dưới sân của nơi ở. Buổi chiều mình sẽ ra nhà tập để tập luyện. Hết tập với Nguyễn Thị Tâm, Đương lại tập cùng huấn luyện viên Phương Thanh. Còn hôm nay tập phản xạ và nhá đòn với tay đấm tới từ Thái Lan. Một cuộc giao lưu đầy bổ ích. Hiện nay đội tuyển chúng ta đã đến đây được 3 ngày, thì các em đã dần dần thích nghi với điều kiện sinh hoạt cũng như khí hậu ở Nhật Bản. Tôi nghĩ rằng các em đã ổn định dần dần. Ở thời điểm hiện tại thì mình đã sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Văn Đương đang rất sung sức và háo hức cho trận thượng đài Olympic đầu tiên vào ngày 24 tháng 7 tới.